Em Hùng China gửi lời chào tới toàn thể các quý anh chị. Em Hùng đang có thông tin lô đất diện tích là 100 m², địa chỉ tại thôn Đại Bằng, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Giá bán của lô đất này thì chưa tới 40 triệu. Đường ở đây rộng gần 6 m, hai ô tô tải tránh, view Bìa Đồng rất là thoáng mát. Xung quanh thì hàng xóm, nhà vườn rất là đẹp. Đại gia có nhà vườn rất là đẹp này. Hàng xóm ở đây rất là sầm uất, dân trí và kinh tế rất là phát triển. Lô đất 100 mét đây. Lô này thì có mặt tiền là 5 mét, mặt hậu là 5 mét, mặt hậu là 5 mét 2. Có chiều sâu là 20 mét. Giữa lô đất và ngôi nhà này thì có một khe thoáng ở giữa đây. Đường ở đây thì thông ra đường 8 mét ở khu đấu giá kia và một đường nhánh ở đây mới trải nhựa. Cũng rộng là 4 mét, ô tô di chuyển rất là dễ dàng. Lô đất thì view Bìa Đồng. Đường này chạy thẳng qua đường trung tâm làng kinh doanh và tiếp tục được kết nối vào đường đầu làng gần với đường Võ Nguyên Giáp, chỉ khoảng 3 đến 400 mét, giao thông rất là thuận tiện. Lô đất này thì có hướng Tây, đường biển làng thì đều là có hướng Tây. Đây, ngay phía trước đây chính là đất đấu giá của thôn Đại Bằng. Các anh chị quan tâm tới bất động sản này thì liên hệ cho em Hùng theo số điện thoại 0978 444 393. Ngoài thông tin bất động sản huyện Đông Anh và huyện Sóc Sơn, các anh chị cần là đo đạc, cần là hỗ trợ xử lý các thủ tục pháp lý của bất động sản thì liên hệ trực tiếp hoặc bình luận ở bên dưới của video này. Video ngày hôm nay của em xin kết thúc tại đây. Em Hùng xin chào và hẹn gặp lại các quý anh chị ở những video lần sau.